Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 5 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Phi Nhung là phụ nữ, tôi có quyền nhìn đàn ông đẹp. Ngoài đưa ra những góp ý cho thí sinh solo cùng bolero, Phi Nhung còn có những màn tung hứng với Đàm Vĩnh Hưng mang lại tiếng cười cho người xem. Tập 10 solo cùng bolero lên sóng với màn tranh tài của giọng ca là Trần Thế Hải, Hoàng Thắng, Đức Hạnh. Trong đêm thi, các thí sinh phải thể hiện một ca khúc khác biệt so với những vòng thi trước, đồng thời trình diễn tiết mục được ban tổ chức yêu cầu, đảm nhận vai trò giám khảo là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Phi Nhung và đạo diễn Vũ Thành Vinh. Ở vòng thử thách đầu tiên thì Đức Hạnh chọn ca khúc Chuyện Tình Lan và Điệp để thử sức. Nam thí sinh có sở hữu giọng hát ngọt ngào, tình cảm phù hợp với những bài hát có tiết tấu chậm. Vì vậy, khi trình diễn ca khúc này, anh mang đến sự sâu lắng, lôi cuốn người xem. Giá về phần thể hiện thì Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh cảm thấy hài lòng, đối lập với ý kiến của hai giám khảo còn lại. Tuy nhiên thì giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu cũng lên tiếng góp ý cho thí sinh để hoàn thiện tiết mục hơn. Anh mong rằng khi thể hiện Thành Phố Buồn, một bài hát lãng mạn, Đức Hạnh nên chọn một chiếc khăn len hoặc là một chiếc áo len và mặc ở ngoài áo sơ mi, quần tây. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng nam thí sinh nên cân nhắc chọn chiếc nón hay không vì không phải ai cũng phù hợp. Đơn cử là nam ca sĩ tự nhận bản thân không phù hợp với loại phụ kiện này. Trước những chia sẻ kiếm tốn của nam giám khảo, Phi Nhung tuyên bố trong mắt mình Đàm Vĩnh Hưng mặc gì cũng đẹp. Anh biết là anh khiêm tốn, nhưng mình có gì đẹp thì cứ nói thẳng ra. Em là phụ nữ, em có quyền nhìn đàn ông đẹp như anh. Giọng ca phải lòng con gái Bến Tre, hài hước thổ lộ. Trở lại với Đức Hạnh, Phi Nhung gợi ý thí sinh mặc áo sơ mi cùng chiếc áo len ở ngoài. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh nhận định Đức Hạnh chưa thật sự tỏa sáng trên sân khấu. Anh cảm giác cậu này chưa tìm ra được thế mạnh mình đang có. Đến với thử thách thứ hai, Đức Hạnh biểu diễn ca khúc Thành Phố Buồn. Khác với lời khuyên của ban giám khảo, nam thí sinh xuất hiện trên sân khấu đầy tươi mới với bộ vest họa tiết vàng. Bên cạnh đó, anh còn thể hiện giọng hát trầm ấm, dạt dào tình cảm. Theo dõi màn trình diễn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh dành lời khen cho sự thông minh trong sự với bài hát, điều khiển làn hơi tốt, tuy nhiên cần tiết chế các nốt cao và chú ý các nốt thấp để thu hút người nghe. Trái với hình ảnh cool ngầu của hai thí sinh trước, Đức Hạnh mang đến không khí tươi mới trên sân khấu. Nam giám khảo nhận định, giám khảo Phi Nhung cho biết trong hai phần trình diễn của Đức Hạnh, cô chưa hài lòng đối với bài Chuyện Tình Lan và Điệp. Nữ ca sĩ nhận xét, em hát nặng nề quá, nhiều lúc em ngắt chữ và sắp xếp chữ nó không có vô. Thậm chí, cô còn đứng ra thị phạm để thí sinh có thể hoàn thiện hơn trong vòng thi sau. Và đó là thông tin ngày 5 tháng 6 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký và chuông để theo dõi những cái thông tin mới nhất trong ngày. Tạm biệt anh em.